dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. Cho nên đời này cô Ben sanh ra, cô Ben không có trí tuệ nha, mà cho mình là cao thượng. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ sai lầm của mình đó, thấy không? Cho nên hôm nay thầy Minh Đạo nói lời này để cho cô Ben sửa sai của mình. Cô Ben luôn luôn lại sám hối dùm cho thầy Minh Đạo đi. Tại vì mình lại sám hối, nghiệp nó tiêu rất là nhanh. Nhưng mà sám hối rồi là không đi đến những cái nơi sằng bậy nữa nha, không làm những cái việc sằng bậy nữa nha, và không nói những cái việc xưng điển xưng thánh nữa nha, mới được. Mình phải thật sự, và cô Ben phải nên hướng về quy Tam Bảo để chi, để mình có được Tam Bảo che chở cho mình, và luôn luôn nhớ là mình đã quy Phật rồi, mình đã quy Pháp rồi, mình đã quy Tăng rồi, mình không làm những chuyện này nữa. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Thích Ca Bổn Sư Ma Ni Phật. Thì hôm nay duyên lành anh em tụi con đến tỉnh Thất Diệu Pháp Liên Hoa của thầy Sư Minh Đạo. Thì hôm nay em tụi con trước tiên là lễ Phật thứ hai thì thỉnh pháp thầy. Thì cái trend của cô Ven, gọi là cô Ven hành căn gọi là quen vẹo, thì gần 10 tháng nay thì tưởng đâu cô ta im hơi lặng tiếng, thì cuối cùng cô ta cũng làm sóng làm gió, bước lên cộng đồng mạng, lên năm non bảy núi rồi truyền pháp, rồi nói là căn Phật tổ, căn Như Lai. Thì bỗng đùng ngang một cái thì phát hiện một đoạn clip cô ta đi vô chữ trường quán bar hút hút sách á, làm cho những cái điều phản cảm đến cộng đồng. Thì bây giờ con người ta thì cũng có con đường để hướng về thiện, thì nhờ thầy cho một bài pháp thoại ạ. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy kính chào toàn thể quý anh em quay YouTube. Trên đường thiện nguyện về giúp đỡ cho những hộ nghèo, thì đây là một điều hy hữu rất là tốt. Lời nói đầu tiên, thầy xin chào toàn thể quý vị cộng đồng mạng. Một ngày mới tươi đẹp, tươi khỏe, trẻ và sống trong hào quang của chư Phật, là luôn luôn tỉnh giác hướng về đường đạo lành để chúng ta đi đến chân lý giải thoát tối thượng mà Đức Phật đã truyền dạy. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bái bạch chư tôn thiền đức, con là Thích Thiện Tài, tự là Siêu Minh Đạo, hiện ngụ tổ chính ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, nơi tỉnh thất con ở gọi là tỉnh thất Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay con có đủ duyên lành chia sẻ cùng mấy anh em quay phim, ngưỡng mong chư Hồng Ân Tam Bảo mười phương phóng đại từ quang minh gia hộ cho chúng con hoàn thành thời pháp thí, và ngưỡng mong hồng ân của chư tôn thiền đức phóng đại từ bi gia hộ cho chúng con hoàn thành thời pháp thí. A Di Đà Phật. Kính thưa sĩ Ngân và toàn thể quý vị cộng đồng mạng, thì qua lời sĩ Ngân nói thì thầy thấy Ven lúc trước có thời gian cũng sống động về cái việc là ông ứng bà hành ha, rồi là tự xưng danh xưng tánh thế này thế nọ, rồi một thời gian gần đây khoảng chừng nửa tháng thôi ha, là lên lại là đi chơi ca hát là nghiêu ngao, mà tự xưng là phật tổ xuống điển, rồi giờ đi ca hát nghiêu ngao làm những cái trò là quái đản ha. Rồi bây giờ là bây giờ thầy sẽ có một lời nói đến cô Ven A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, thầy xin chúc cô Ven nhiều sức khỏe và luôn luôn tĩnh tâm mình nha. Tại vì đạo là muốn giữ được tâm không, là phải có giữ được cái tâm có, mà muốn được cái tâm có thì mình phải giữ cái tâm chánh định ha, mà muốn có được cái tâm chánh định thì mình phải giữ được cái tâm chánh niệm, không tạp niệm nữa thì mình mới trở lại được nha cô Ven. Thì bây giờ thời gian qua là cô Ven tạo bao nhiêu tội không cần biết nha. Thì ở đây thầy Minh Đạo chỉ chia sẻ một cách ngắn gọn để cô Ven thấy được việc làm của mình, phương hướng tới là cô Ven phải thay đổi. Thứ nhất là hành động, thứ hai là hình thức, thứ ba là sự suy nghĩ, và luôn luôn tinh tấn hướng về đường lành thật sự. Để chi? Để mình cứu bản thân của mình nha.
Thì bây giờ thời gian qua cô Ben làm những chuyện vì thầy Minh Đạo đã coi trên mạng biết hết rồi, và thầy Minh Đạo cũng đã đưa lên những cái clip để mà chia sẻ cho cô Ben được tĩnh tâm rồi. Thì hôm nay, ngày hôm nay thì thầy có mở ra, thầy thấy được đó là cô Ben hướng về Tam Bảo. Thì như vậy, từ đây về sau, cô Ben phải luôn luôn tinh tấn, thì thầy Minh Đạo đứng sau lưng, thầy Minh Đạo sẽ gia hộ cho cô Ben bằng những lời nói, giúp đỡ cho cô Ben bằng những cái hành động và tư tưởng tốt để cô Ben luôn lắng nghe, thì cô Ben là một người tốt nhất nha. Còn nếu cô Ben không lắng nghe mà cô Ben chạy theo cái dục vọng tham cầu thì thứ nhất, cái điều thứ hai chạy theo vọng động của bạn bè, và cái điều thứ ba chạy theo vọng động của cái sự mà là lôi cuốn bằng một cách đó, diễn đạt đó là gọi là ra vẻ là ta đây hơn mọi người nha, thì cô Ben sẽ rơi vào tam đồ ác đạo đó, thầy Minh Đạo cũng không được nha. Thì bây giờ hôm nay là trong kinh Phật có nói như thế này nè, có hai hạng người mà Đức Phật khen, một là hạng người không có bị lỗi lầm nha, còn một hạng người thứ hai là bị lỗi lầm rồi mà luôn luôn sửa đổi, thì Đức Phật khen hai hạng người này có thể tiến đến đạo Bồ Đề nha. Còn một cái loại hạng người thứ ba Đức Phật không xài được, là cái hạng người là không biết điều gì để sửa và không biết điều gì để làm đó, hướng về đường lành, thì cái hạng người này Đức Phật chê. Và một hạng người thứ tư luôn luôn làm điều sai trật và không biết mình làm điều sai trật và lũi vào con đường sai trật càng ngày càng lúng lút sâu vô, giống như trong kinh Địa Tạng diễn tả đó, là giống như một người mang vác nặng trăm cân mà đi trong bụng lầy, càng lúng lút thêm chứ không biết mình đang làm cái gì. Thì hai hạng người này là Đức Phật chê. Thì trong bốn hạng người này Đức Phật đưa ra bốn vấn đề, tức là hạng người thứ nhất nha, là không phạm lỗi lầm, là người này ở trong sáng mà bước ra sáng. Hạng người thứ hai là hạng người trong tối mà bước ra sáng, đó là biết sửa lỗi lầm nha. Một hạng người thứ ba từ ở ngoài sáng mà bước vô tối, đó là hạng người đó Đức Phật xài không được, từ ngoài sáng bước vô tối là tối luôn rồi đó. Rồi một hạng người thứ tư á là từ ở trong tối bước vô trong tối đó. Thì bốn hạng người thầy chỉ cho cô Ben thấy nha. Thì hôm nay á, ở trong kinh Sám Hối có nói như thế này nè: sám kỳ tiền thiên, hối kỳ hậu quá. Tức là cái người mà sám hối á, tức là mình phải rửa bỏ đi cái tội trước làm nha, và đồng thời cái tội sắp tới nữa đó, là cái việc sắp tới nữa là mình không làm những điều đó nữa thì mới gọi là sám hối nha. Cô Ben nhớ kỹ giùm cho thầy chỗ này nha. Mà cô Ben nếu mà còn tiếp tục tái phạm nữa là không gọi là sám hối nha, mà cái đó gọi là mê và nương theo cái mê mà làm, chứ không phải gọi là sám hối. Để phá lấp cái việc làm của mình đi nha. Thứ nhất là che lấp mắt mọi người, cái điều thứ hai là để che lấp đi cái chân tâm của mình lần lần đó. Tức là mình có làm một về cái việc thiện thôi, mà cái điều sai mình cứ làm mãi, thì cái đó gọi là che lấp phá lấp đó nghe. Là cái người từ sáng bước vào tối đó nghe Ben. Hôm nay thầy Minh Đạo chia cho cô Ben thấy rằng ở trong kinh đó là sám hối có nói đoạn này nè: nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiếm tác tỳ hỷ. Đó, tự mình làm ha, rồi dạy người làm, rồi thấy người làm vui theo. Là thời gian qua là cô Ben nó bị đọa lạc đó ha. Tự mình làm rồi nhào theo những người ta xúi mình làm, rồi mình làm theo người ta nữa, rồi xúi người ta làm nữa đó. Tự mình làm rồi dạy người làm, rồi thấy người ta làm rồi mình vui theo mình làm nữa. Đó là cô Ben thời gian qua cách đây khoảng nửa tháng là thầy Minh Đạo đã thấy rõ ràng, cho nên thầy Minh Đạo mới lên chia sẻ cho cô Ben thấy nha. Vì lẽ đó hôm nay thầy Minh Đạo chỉ rằng cô Ben cũng dùng cái chỗ này, tự mình ăn năn sám hối rồi nha, rồi dạy người ăn năn sám hối nữa, tức là dạy những người bạn mình mà từng quay phim cho mình đó hướng về con đường lành luôn thật sự ha. Rồi á là thấy người đồng sám hối với mình rồi, mình đồng vui tâm lên mà mình phát tâm phấn chấn lên, gọi là tinh tấn nha. Cô Ben nhớ dùm thầy chỗ này thì cô Ben sẽ được công đức rất là lớn. Tại vì á, Đức Phật á, tại sao mà Đức Phật không ở trên cái ngôi ở trên đó là trời đâu xuất có trảnh mà hưởng cho nó thoải mái đi, ở trên cung trời ở trảnh hưởng cho nó thoải mái đi, mà Đức Phật giáng xuống đây chi biết không? Là tại vì chúng ta đó, tất cả những chúng sanh còn đau khổ đó, đúng không? Cho nên Phật mới hiện ra trong đời để làm cho chúng sanh, khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật trí kiến. Mà bây giờ á, kinh sách của Đức Phật đưa ra rất là nhiều, mà chúng ta học
cũng có, và có người không học nữa, và thậm chí có người không biết nữa, nghe không? Chính cô Ben không biết đó, cô Ben mới cho là điểm về đó, thấy không? Cái chỗ ngu mê của mình đó, nghe theo người khác dạy tầm bậy mà cho là điểm về, nghe không? Rồi cái thứ hai nữa đó, để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, rồi làm cho chúng sanh tỏ ngộ Phật tri kiến. Đức Phật đưa ra cái giáo lý rồi, Đức Phật chỉ đường đi nước bước nè. Cái người cư sĩ là phải giữ năm giới. Phật ra chỉ rõ ràng hết, là thứ nhất sát sanh nè, không sát sanh, thứ hai là không trộm cướp, thứ ba không tà dâm, thứ tư là không nói láo. Mà trong nói láo này có bốn cái, là vọng ngữ nè, là lưỡng thiệt nè, rồi á là thiêu dạch nè, rồi nói lẻ khẩu, nói lời là ý ngữ nè đó. Rồi á là tiếp tục nữa là cái giới thứ năm, là cái giới là uống rượu. Cái người phạm rượu, trong rượu đây nó nói luôn có chất, đó là xì ke ma tí luôn, nó có những chất nghiện luôn đó. Nói tóm lại những cái độc tố mà mình uống mình đưa vào người, mình ăn mình uống mình đưa vào người là hoàn toàn là nó là trở thành độc hại hết. Cho nên trong kinh Đức Phật diễn á, uống một bát đồng sôi chết chỉ có một kiếp thôi, mà người mà uống một bát độc tố vô á, nó chết muôn đời ngàn kiếp, phải không? Đó, sanh sanh ngu si thất trí huệ trưởng, đời đời mê mất chống trí tuệ, sanh ra làm người không có trí tuệ gì hết. Như đời này hiện bây giờ cô Ben đang bị gì đó, là đời trước, nhiều đời trước cô Ben đã làm điều đó rồi, cho nên đời này cô Ben sanh ra cô Ben không có trí tuệ nha, mà cho mình là cao thượng đó. Cái chỗ đó là cái chỗ sai lầm của mình đó, thấy không? Cho nên hôm nay thầy Minh Đạo nói lời này để cho cô Ben sửa sai của mình. Cô Ben luôn luôn lại sám hối dùm cho thầy Minh Đạo đi, tại vì mình lại sám hối nghiệp nó tiêu rất là nhanh. Nhưng mà sám hối rồi là không đi đến những cái nơi sằng bậy nữa nha, không làm những cái việc sằng bậy nữa nha, và không nói những cái việc xưng điển xưng thánh nữa nha mới được. Mình phải thật sự, và cô Ben phải nên hướng về quy Tam Bảo để chi, để mình có được Tam Bảo che chở cho mình, mà luôn luôn nhớ là mình đã quy Phật rồi, mình đã quy Pháp rồi, mình đã quy Tăng rồi, mình không làm những chuyện này nữa. Thì như vậy cô Ben mới có thể đi đến con đường tinh tấn được. Tinh tấn cái gì? Tinh tấn trong đạo quả Bồ Đề, đúng không? Mới tinh tấn đến con đường giải thoát được. Còn nếu cô Ben mà không chịu quy Tam Bảo, mà chỉ lo lại sám hối không, mà không hướng về đạo, không quy Tam Bảo, không tôn trọng một vị nào hết, không có nhận một vị nào làm thầy mình hết, thì cô Ben vẫn tiếp tục sa đọa vào tam đồ ác đạo thôi. Tại vì sao? Tại vì tánh cũ đường xưa sẽ theo nó. Tại vì mình không có trí mà, mình là người không có trí rồi là tự nhiên mình dễ bị sa lạc lắm. Thấy cái gì lợi hưởng là mình nhào vô, thấy cái gì lợi hưởng là mình nhào vô, phải không? Như vừa rồi cô Ben rất là con người rất là tốt, mua bán làm ăn chất phát thật thà, là một cô bé bán giấy số thôi, mà bây giờ bị mấy anh kia lăn xê lên một cái rồi đó, là hoàn toàn làm những cái chuyện giọng mỹ không, xưng tổ xưng thần xưng thánh xưng Phật tùm lum tà la, rồi cuối cùng đó là nhảy ra nhảy nhót múa như tề thiên như con khỉ, thấy không? Thấy cái đó là cái sai lầm của mình, là do mình không có trí không đó. Và sai lầm của cô Ben là do cái chỗ cô Ben tham cầu, thấy không? Thành ra bây giờ sư Minh Đạo nhắc lại những cái gì mà cô Ben đã sai đó, thì cô Ben hãy nhớ lại, một khi mình không chịu quy Tam Bảo thì bây giờ mình phải quy Tam Bảo, nhớ nha. Thì bây giờ vài lời thầy chia sẻ cho cô Ben nắm bắt được và luôn luôn tinh tấn. Thầy Minh Đạo sẽ chia sẻ nhắc nhở cho cô Ben ha. Cô Ben cố gắng làm quay đầu là bờ đó, mà phải luôn luôn thì mới có thể trở lại với Phật được. Bây giờ cô Ben muốn làm Phật thầy biết, cô Ben muốn làm Thánh thầy biết. Tại vì cô Ben xưng tức là muốn rồi vậy. Thì bây giờ ráng lo tĩnh tâm tu đi, mình tự tu mình tự giác đi, rồi mình giúp cho nhiều người giác thì mình mới có công đức đủ, mình mới về mới làm Phật được. Chứ bây giờ bản thân mình lo chưa xong nữa, cái nhà của mình lo chưa xong là mình nghèo, mình không bố thí rồi. Bây giờ mình bố thí đi, rồi mình dạy người bố thí, mình tu đi, rồi mình dạy nhiều người tu, phải không? Mình hướng thiện đi, dạy nhiều người hướng thiện, thì cái này nó mới chắc vô nhiều công đức, thì cô Ben mới có thể trở thành thánh được, phải không? Thì vài lời thầy chia sẻ em, mong là quý vị cộng đồng mạng quan hỷ cho cô Ben. Thầy thấy cô Ben bữa nay cũng đi chùa lễ Phật rồi đó nha. Thì bây giờ trong cái lễ Phật này không biết là cái tâm có thật hay không, nhưng mà thấy hình thức lễ rồi đó, thấy cái thân lễ rồi thì cũng là tốt, nhưng mà còn cái tâm thì nó phải dễ diệt đâu nghe quý vị, không phải ngày một ngày hai mà làm được. Thì bây giờ cô Ben phải nên nhớ lời thầy Minh Đạo nói hôm nay, và luôn luôn hướng thiện cho bản thân mình là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai quan trọng nhất là cô Ben nhắc mấy anh em quay YouTube nè, mấy anh em mà quay phim cô Ben đó, phải quay cô Ben hướng về đạo không, chứ không quay vào cái chỗ trốn ăn chơi xa đỏ nữa nè, và không làm những việc xưng thần xưng thánh nữa, thì đó mới gọi là thành tâm sám hối nha. Và điều thứ ba, một ngày nào đó cô Ben phải hướng về Tam Bảo làm cái lễ quy y cho thầy Minh Đạo này thấy và cộng đồng mạng thấy nha.
thì tất cả mọi người quan hỷ với cái lễ đó thì cô Ben mới tiêu tội được. Đó, bây giờ thầy nhắc lại hôm nay nha, cô Ben nhớ giùm thầy nha. Bây giờ bất cứ thích cái cô nào hay là thầy nào không cần biết thì đến đó nhờ thầy đó làm cái lễ quy quay đưa lên trên mạng đi nha. Rồi cô Ben hướng về đạo thật sự và nhớ con đường tu cho bản thân mình. Tại vì cô Ben nói pháp hay lắm nha, nhưng mà chưa hay đâu, phải làm nữa mới hay. Nói bằng cái miệng mà nói lung tung sàn ngầu nó chưa có thứ lớp, nó chưa có hay đâu. Phải hiểu thế nào là nhân đạo, phải hiểu thế nào là thần đạo, phải hiểu thế nào là thánh đạo, phải hiểu thế nào là Phật đạo mới được. Chứ còn nói cái kiểu mà nhào vô là nó thành Phật liền là không được rồi. Nói cái này là sai pháp rồi, rồi gọi là pháp pháp. Không, mình chưa phải là tổ, mình không nói câu này được. Khi nào mình là tổ thật sự, nếu mà mình nói được mình bước vô là thành Phật liền đó, thì mình phải thành Phật cho người ta thấy được. Cổ này mình đang làm phàm phu mà mình nói thành Phật cho được. Cái chứng với cái ngộ và cái đắc với cái thành thì nó phải hiện ra rõ ràng mới được. Còn cái này mình không phải thành, mình đang là con quỷ dạ so mà mình cho mình là Phật là sai. Đúng không? Bây giờ ta sám hối gì? Sám hối cho nó hết thành quỷ cái đã. Đúng không? Sám hối cho nó hết thành con ma cái đã. Biết ma gì không? Hả? À, cô Ben biết ma gì không? Để thầy Minh Đạo nói luôn. Cái tật của cô Ben còn bị chỗ này nè. Cái con ma nhảy nhót đó. Đó là cái con ma đó. Ở trong sắc ấm nó là con ma nhảy nhót đó. Là cái con ma lửng tửng tưng tưng đó. Phải bỏ cái tật đó đi. Bát vạn tứ quy nghi, đi đứng trang nghiêm, phải không? Đi đứng là phải trang nghiêm chứ không có nhảy lửng tửng như được. Dù là mình quan hỷ như thế nào đi chăng nữa cũng không có làm vậy được. Mình nhớ là mình hướng về đường đạo rồi là mình không lửng tửng tưng tưng nữa. Lửng tửng tưng tưng là cái đó là vô nhảy nhạc kiếp rồi, nó quen theo cái thói nhạc kiếp rồi, phải không? Hãy bỏ ba cái lối nhạc kiếp đi. Dù có nhảy nhạc kiếp đi chăng nữa cũng phải đi bước từng từng nữa, là đi rõ ràng nữa chứ không có làm vậy nữa. Nếu làm vậy là người ta giờ mình là chưa có thay đổi đó, là mình cũng chưa có đạt được cái tội nữa, là mình hết, chưa có hết tội nữa, không? Cho nên bây giờ thầy Minh Đạo nói cho cô Ben để ý biết cái chỗ này mà sửa nghe, là tinh tấn lên. Còn cái điều thứ ba là luôn luôn cô Ben là một người cùng với tất cả các anh em quay phim đạo diễn lên nhiều cái màn kịch rồi, thì bây giờ cô Ben cũng phải nhắc nhở anh em phải hướng về đường lành đó. Cứ cho anh em quay tự do nhưng mà quay hướng về đường lành, và anh em hướng về đường lành thật sự đó, thì mới gọi là anh em cùng sám hối với cô Ben luôn, thì gọi là mình yêu nha. Và đồng thời hướng anh em quy tâm bảo luôn, đó là cái công đức lớn của cô Ben đó. Hôm nay thầy nói thì chia sẻ lên cộng đồng mạng để chỉ cái cách làm cho cô Ben được cái công đức đó ha. Thì bây giờ cô Ben làm chỗ đó đi thì tự nhiên của quyền thất tổ mình ở dưới chính suối đó ha, mà chưa thoát khỏi được cái chốn lo lạc đó, thì cũng tươi cười trước việc làm của cô Ben khi nghe lời thầy Minh Đạo chia sẻ ha. Thì vài lời thầy phân tỏ, thầy mong cho cô Ben sớm minh tâm kiến tánh ha, luôn về tam vô là học giới định và tuệ, luôn luôn nhớ trong đầu mình giới nhân giới sanh định, nhân định tổ huệ, luôn luôn nhớ tới chữ giới trước. Muốn làm cái gì mà sai là phải nhớ là không làm, là phải giữ cái giới năm giới trước, không thì không làm sai thì cô Ben sẽ thành tựu của cái người giới tại gia. Còn muốn về trời là phải giữ thêm 10 giới đó, làm thêm 10 điều lành nha. Thì bây giờ vài lời thầy chia sẻ cùng cô Ben và toàn thể quý vị cùng mạng, ai thấy nghe được cái clip này thì hãy từ bi quan hỷ cho cô Ben để cô Ben có tinh thần tấn đạo nhiều hơn. Thầy thấy cô Ben đó, ngày cách đây 3 ngày thầy có chia cái clip lên mà bên ai thấy cô Ben đi chùa lễ Phật rồi này kia đó, thầy thấy thầy cũng quan hỷ đó, nhưng mà cái thân lễ thôi chứ cái tâm chưa có lễ, tại vì cái tâm còn dối trá lắm. Thì sao thấy lửng tỉnh từng tưng là cũng còn, phải không? Khi nào mà cái tâm nó trang nghiêm tịnh độ thì cái thân nó mới trang nghiêm tịnh độ. A Di Đà Phật. Thân tịnh thì cõi Phật tịnh, mà tân tâm động thì cõi Phật động, là vậy đó quý vị. Cái tâm nó còn lưỡng tỉnh thì cái cõi Phật của nó chưa có tịnh đâu. Con khỉ mắt không nó còn mà, không? Cái thói quen tật hư thì sao nó còn.